Ba hãy ăn miếng cơm. Thịt kho có gì Sáu nấu đó ba. Thuốc thì con đang sắc ở dưới. Ăn xong là ba có thuốc uống rồi. Sao mà cô Sáu cứ cho đồ ăn hoài vậy? Nè, sáng nay con có chở mấy khách quen của ba không? Dạ có ba. Con có chở thêm một khách nữa đó ba. Một vị khách khá là đặc biệt. Vậy à, tốt quá. Khách về có đi xa không con? Dạ không xa ba à. Nhưng mà cô ấy trả cho con gấp đôi tiền luôn. Vậy là hôm nay con may mắn rồi ha. Ba chạy xe nhiều ba biết. Gặp rất nhiều hạng người. Một là con nhà giàu. Hoặc là... Ý ba nói là có ve chứ gì? Không đâu ba. Cô này khác. Nhà cô này có quán cà phê ở xóm cái bàn. Cô ấy đẹp lắm ba. Đẹp thì thế kệ người ta. Con làm gì thì làm đi. Thôi ba ăn Để ba đi. tự ăn cơm. Dạ, con xuống coi siêu thú. Đón chị chú. Dạ, chú Tiểu. Tối khoảng 11 giờ chú tới đón con nha À, chú. chú nhớ rồi. Tối chú đón ha, vô Dạ. đi. Làm ơn á, chở tôi ra siêu thị gần nhất đi. Bao nhiêu tiền? Nhiều tiền là sao? Bộ tôi giống xe ôm lắm hả? Thôi nha, đừng có dòm dòm tôi á. Cái lát hỏi tôi nhiêu ký nha. Đối với phụ nữ á, thứ nhất là không bao giờ được hỏi tuổi, thứ hai là không bao giờ được hỏi trọng lượng, biết không? Ủa, mà nói vậy anh không phải là xe ôm hả? Chết cha, xin lỗi nha. Tôi không để ý, nhìn ông sang hơn xe ôm chút. Ủa mà tôi thấy ngộ, giờ ai cũng làm gì á cũng phải đầu tư cao cấp hết. Lỡ anh làm ông xe ôm cao cấp là sao? Thôi, không phải thôi, xin lỗi nha, đã làm phiền. Không sao đâu. À cô à, Dạ. nếu mà cô cần gấp á, không ấy cô leo lên xe đi, tôi chở cho. Tôi cũng đang rảnh. Dạ. Không có gì. Đừng dụ tôi nghe. Nếu như vậy á, tôi cảm ơn. Tôi cũng nhẹ lắm á, không có nặng lắm đâu. Anh đừng có lo hen. Thì tóm lại, khi nào anh mới chịu về? Em thông cảm, công việc còn lu bu lắm. Anh cũng muốn về để thăm em và con. Thôi như vậy, cuối tháng này anh sẽ về, được chưa? Anh nhớ gửi tiền về cho em nha. Lần trước anh đã gửi về để cho em trang bị hết mọi thứ trong phòng trà rồi. Em cần thêm để làm gì vậy? Anh nghĩ là đủ rồi chứ. Đủ đâu mà đủ. Bây giờ phải đổi lại dàn âm thanh. Với lại em mới được người bạn giới thiệu mua một căn nhà rẻ lắm anh à. Anh đã nói rồi, em không cần phải làm gì nhiều hết. Với đầu tư vô nhà đất không dễ dàng gì ăn đâu em. Anh nói dễ nghe quá à. Tiền anh gửi về đủ thiếu gì. Em phải kinh doanh thêm để có tiền lo cho con sau này. Con đã có anh lo rồi. Anh lo được gì? Anh đâu có coi mẹ con em là quan trọng đâu. Anh còn phải lo cho người khác. Thôi được rồi, được rồi. Anh sẽ gửi. Anh sẽ tranh thủ để về nước sớm được chưa? Thôi mà, đừng có giận nữa. Em nhớ lắm đó. Biết không anh yêu? Anh biết, anh cũng nhớ em và con lắm. Thôi nha, anh phải đi công việc liền. Dạ, bye anh. Ok, anh nhớ rồi. Có chuyện gì mẹ vui vậy mẹ? Mẹ mới điện thoại cho ba con. Bà còn nói ba con sắp về rồi đó. Ba về? Sao giờ này con còn chưa qua phòng trà nữa? Dạ, con chuẩn bị qua nè mẹ. Mẹ, mẹ cho con xin ít tiền nha. Ít tiền là bao nhiêu? Dạ, chừng vài chục triệu thôi à mẹ.
Con làm gì mà cần nhiều tiền vậy? Vậy mà nhiều gì mẹ? Con có gì cần tiền mà. Nếu mà mẹ không cho con á, thì để con gọi điện con xin ba. Thôi, được rồi. Để đó. Lần này ba gửi tiền về mẹ cho. Dạ, con cảm ơn mẹ. Mẹ là nhất. Thôi con qua phòng trà nha mẹ. Ừ. Dạ con đi nha. Cảm ơn anh nha. Không có gì đâu. Thích quá. Nhưng mà em thích cái gì? Thích ngồi sau lưng hay là thích nghe nói chuyện vậy? Đâu có đâu. Nở thích hơn. Thích đi xe ôm không có tốn tiền. Trời, vậy mà anh cứ tưởng. Tưởng gì vậy? Nhưng mà em cũng thích nghe anh Tiểu nói chuyện lắm á. Bữa nào quẩn á, qua chỗ Út Nở đi nữa nha. Đi đâu vậy? Đi chợ nữa hả? Đi chỗ này vui không? Chỗ nào vui? Chỗ nào mà vui? Đi hay là bữa nào mình đi coi phim đi. Không có được đâu. Nở không có thích thì mấy cái chỗ tối tối đó. Hồi đó má nói dặn á là không có được đi chung với con trai đến mấy chỗ tăm tối, bởi vì bóng tối á là tội lỗi, hiểu không? Nên mình phải lựa mấy chỗ nào á vừa đông vui vừa sáng sủa nữa. Đông đúc mà sáng sủa, mà là đi đâu? Đi ăn uống đi. Ở ngay cái khu ăn uống á nè, vừa sáng sủa nè, vừa đông người nữa. Ừ, ăn cái gì cũng được. Mà cái gì vậy? Bún mắm đi. Ừ, bún mắm cũng được. Anh đi nha. Anh đi lâu quá mấy đứa nhà nhân viên nó làm lộn xộn quá không được. Mấy đứa nhân viên của anh? Ừ. Vậy anh là chủ quán hả? Anh có một quán cà phê nhỏ nhỏ. Dạ. Đông không anh? Nhân viên nó cũng mười mấy, hai ba đứa. Dạ vậy thôi anh về đi. Chúng thôi nhân viên nó phá banh quán luôn á. Dạ. Vậy thôi bữa khác gặp ha. Dạ. Em vô đi. Anh về đi. Em vô đi, em chờ. Anh về trước đi, em vô. Vô đi mà. Giờ đi mà. Nhà ta ở đây, ta muốn vô giờ nào cũng được. Vô đi. Thôi về đi. Anh đi nha. Nhân viên mà mười mấy hai ba đứa. Ủa là nhiêu? Thôi kệ đi, chủ quán là được rồi. Anh, chú đi đâu mà lâu dữ vậy? Em chở Nhật Quỳnh đến phòng trà. Cái em tính bây giờ cái em gặp một cô gái. Gặp một cô gái. Sau đó rủ cô ta đi uống cà phê luôn đúng không? Làm gì có anh. Không có đâu, cổ là quản gia của bà chủ phòng trà. Rồi thì cổ cần đi mua một số đồ ở siêu thị thì em chở cổ đi. Em nghĩ là nếu mình giúp được cổ thì cũng có khi tốt cho Nhật Quỳnh. Cũng được. Mà phòng trà đó tên gì vậy? Tên gì ta? Hình như là Dạ Nam. Đúng rồi, hồi nãy Út Nở có nói với em là lý do tại sao mà đặt tên như vậy. Út Nở là ai? Thì là cô bé làm quản gia đó đó. Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi biết tại làm sao mà chú lại hứng hở như vậy. Anh này. Mà lý do đặt tên là như thế nào? Hình như là một cái tên ghép. Người con trai tên là Phương Nam, còn bà chủ thì là tên là Dạ Lan.
Dạ Lan. Ừ, đúng rồi. Cái cô Út Nở còn nói là bà Dạ Lan đó ngày xưa là một ca sĩ hát rất hay. Dạ Lan, ca sĩ. Ủa, anh nói gì vậy? Không, không có gì. À, thôi chú ở đây nghe, để tôi vào lo cho buổi tối. Lo bữa tối. Anh Quý. Thôi, lúc này phòng trà mình đông khách như vậy, chắc tại Nhật Quỳnh hát càng ngày càng hay, đúng không? Hát hay chỉ là một phần thôi, quan trọng là nhan sắc nữa, phải không em? Nhờ vậy á mà khách càng ngày càng đông. Nhưng mà em thấy toàn là đại gia không? Đại gia thì sao? Người ta mang tới lợi nhuận cho em mà. Em đâu cần đâu. Em không cần nhưng mà mẹ em cần. Ngộ ghê. Hai người này gặp nhau là gây lộn mà. Kỳ gì? Cãi nhau vậy thôi. Chứ dẫn nhau hỏi thăm hoài. Ai hỏi thăm ai chứ? À, mà sao tự nhiên em thấy anh quan tâm đến cái phòng trà đó vậy? Sao lại tự nhiên? Vì con gái tôi nó làm ở đó, tôi quan tâm cũng là chuyện bình thường mà. Hồi trước giờ anh có quan tâm đâu. Ừ, thì trước giờ việc của tụi nó thì tôi có biết đâu. Bây giờ chú nói thì tôi mới biết. À, em hỏi thăm anh này cái, anh biết chỗ nào bán bún mắm ngon không? Bún mắm? Tôi không biết rồi đó. Có bao giờ tôi đi ra ngoài đâu mà biết chỗ nào bán bún mắm. Mà đang ăn tự nhiên là hỏi bún mắm. Thì cô Út Nở đó đó, mua rượu em đi ăn bún mắm. À, tôi hiểu rồi. Mới gặp nhau một lần mà đã rủ nhau đi ăn bún mắm rồi. Mà sao tôi nghe tên Út Nở tôi thấy là lạ. Thì tại vì cổ À. Tôi hiểu chú rồi. À, chú thích những cái người mập mập đúng không? Mối tình đầu của em 80 kg, rất là ấn tượng và khó phai. Bởi vì cái gu của em nó vậy đó anh ơi. Chú làm ơn, để tôi ăn xong cái đã rồi hãy kể. Mà không tôi sặc lên bây giờ đây nè. À, mà chú có nhìn thấy bà chủ của cô Út Nở ở đó không? Ừ, dạ không anh. Ủa mà sao anh hỏi vậy? Không có gì. Thôi ăn đi ăn đi. Con Quỳnh nó dặn mấy giờ chú đó nói vậy? Dạ 11 giờ. 11 giờ. Ngày ơi em như hoa sen mang nhiều sắc. Người ấy em như sương thơm nếp trên bông, mưa trên cánh nhau. Người ấy em như cô đơn cho đời thân cho tôi sao. Đường khúc tay đan ngón tay hướng cho đời. Phố xa quên một người, bàn chân sao đơn côi.
gió mang theo cơn về gió về chiều. Thí sinh mang số báo danh 1325 Bùi Minh Hưng với bài hát tự chọn Thuyền và Biển, sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Em thấy ngon không? Ăn với anh chỗ nào mà không ngon? Sau này anh nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền để dẫn em đi ăn nhà hàng ngon hơn ở đây nhiều. Thôi, em đâu cần ăn nhà hàng đâu, ăn hủ tiếu gõ lề đường cũng được mà, miễn sao có anh bên cạnh là được rồi. À, anh Chính à, cái nhà mà anh giới thiệu cho em đó, giấy tờ có ổn không anh? Ừ, nó chỉ có giấy tài thôi. Em mua mấy loại nhà này bán có lời lắm. Trời, sao vậy được anh? Em đâu có rành mấy cái khoản làm giấy tờ đâu. Em yên tâm, anh sẽ giới thiệu thằng em cho em. Nó ngoại giao rất rộng. Nó tên là Hoàng Cường. Đây là danh thiếp của nó nè. Dạ, cảm ơn anh, em sẽ gọi. Nhưng mà anh Chính giúp giùm em nha. Giúp cho em là một sự hãnh diện của anh mà. Thậm chí em còn có lính trẻ đẹp hát hay nữa kìa. Em thì bình thường à, ăn thua là mấy anh có chinh phục được em ấy không thôi. Quỳnh ơi. Dạ. Qua đây cô nói chút. Đợi chị chút nha. Chú Tiểu. Ủa? Chú chở tôi tới nhà hàng Dạ Nam. Ừ, thì đi. Ôi, nhưng mà không được. Trong ba công an thổi à. À, không sao. Chú đưa con Quỳnh về trước, rồi tôi đi xe ôm về. À bà chú à, đừng nói với Quỳnh là tôi đến đó nha. Ừ, nhưng mà không được đâu. Giờ lại làm gì có xe ôm cho anh về. Không sao, chú cứ chở Quỳnh về trước đi, rồi chú quay lại chú đón tôi. Ừ. Nhưng mà anh tới đó làm gì? À, hay là muốn biết mặt út đỡ của em? Ờ, chắc là vậy đó. Nào đi, mình đi nào. Đi. Đợi đón vô đi anh. Ừ, rồi. Từ nãy giờ anh theo dõi em hát rất là hay. Lẽ ra em phải là một ngôi sao mới xứng đáng. Cảm ơn anh. Anh đã nói quá rồi. Không, anh nói thật mình. Nếu em muốn, anh sẽ lăn xê cho em. Thôi em à, em sợ lăn xê lắm. Lần trước cũng có một ông đòi giúp em, nói là sẽ lăn xê, nhưng mà lăn xê đâu không thấy, toàn là phải uống cà phê không à. Chắc bọn họ chỉ là lợi dụng em mà thôi. Họ nói cho nhiều, nói cho hay vô mà chẳng làm được gì cả. Bọn đàn ông mà háo sắc lắm. Cảm ơn anh đã nói giúp em. Nè, còn quản lý phòng trà hay là coi ca nhạc đi. Sao mẹ lại nấu vậy chứ? Nói vậy là còn nhẹ đó. Nhiệm vụ của con là quan sát khách, điều hành nhân viên. Vậy mà nãy giờ mẹ thấy con mãi mê nghe con Quỳnh hát à? Là sao? Con chưa bao giờ nghe nó hát hả? Dạ thì tại hôm nay chị Quỳnh chỉ hát mấy bài nhạc mới, cho nên là con phải lắng nghe để coi là có chất lượng không, để con còn kêu ban nhạc điều chỉnh nữa. Giỏi quá à. Nè, tôi đi vô tim đen của ông đó, biết không? Quỳnh đã lớn tuổi hơn con, với lại gia đình mình là gia đình danh giá, cỡ ca sĩ như vậy không có xứng đáng với con đâu. Hồi xưa
Mẹ cũng đi hát mà. Hay quá ha. Chị giỏi cãi à. Con chứ cắn. Mày bố ba con về. Mày giao con cho ổng á, đem qua đó dạy luôn á. Con cũng bị đau hết á. Mẹ, chú không được nói với Nhật Quỳnh là tôi tới đây nghe. Dạ em nhớ rồi. Thưa quý vị, và bây giờ thì Dạ Lan xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm quen thuộc của cuộc thi tiếng hát truyền hình. Nhạc phẩm Tình ca cho em của nhạc sĩ Nguyễn Nam, lời Nguyễn Nam và Phan Vũ. Để em đưa chị về nha. Không cần, có chú Tiểu đón chị về rồi. Chị còn giận em chưa hề sáng hả? Hết rồi. Mà chị nói cho em nghe, lần sau không được ăn nói bậy bạ nữa nghe chưa? Em biết rồi. Nhưng mà để ngày mai em đưa chị về nha. Em có món quà muốn tặng cho chị đó. Quà gì? Em bảo đảm chị sẽ thích cho coi.
Thằng quỷ!